giờ trọng tài biên và trọng tài chống chăm xác định khi đô cố đỏ bốc chân đô cố xanh có từ trong ngã ngửa ra ngoài hay không. Bởi vì chúng tôi ngồi trên nền xa là khi phát hiện là thấy rằng là đô cố đỏ bốc chân đánh đô cố xanh từ trong ra ngoài. Xin kính chào cả đô, chào hôm nay. Ngô Chí Đức Anh của đơn vị Vĩnh Phúc. Đô mặc áo đỏ là đô Nguyễn Đức Cảnh đến từ Lò Vật, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Ngô Chí Đức Anh đến từ đơn vị Vĩnh Phúc, mời hai đô vào tảng nghe lệnh trọng tài chấm xét đánh. Hai đôi xem này. Hiệp thứ nhất bắt đầu. À, trên sới hiện nay đang diễn ra giữa hai đô và 75 kg. Và đô cố đỏ là một đô của huyện Tiên Lãng. Đô này chỉ có tham gia cái bảng phong trào địa phương và các giải báo hàng năm của thành phố Hải Phòng. Và xin giới thiệu thành tích của đô cố xanh là của đơn vị Vĩnh Phúc, là hiện nay cấp đã đạt nhiều huy chương vàng, là ở nữ tuổi trẻ bên mảng bậc dân tộc và đã được phong cấp cấp 1 quốc gia. Đặc biệt là trong đây là một cái đô mà có một cái truyền thống gia đình, bố là huấn luyện viên và con đi bậc. Và chúng ta sẽ chờ xem đô Tiên Lãng chúng ta sẽ mời trọng tài dừng lại. Chú Phật vừa rồi đồ. Xin phép khán giả để trọng tài trao đổi một chút ạ. Bởi vì như thế này cũng để phân tích với bà con cô bác như này. Thế là chúng tôi trong cái luật đề ra là đánh từ trong đánh ra thì là được công nhận, bởi vì trong luật quy định rồi ạ. Còn đánh ở ngoài là bà không công nhận. Bây giờ trọng tài biên và trọng tài chống chăm xác định khi đô cố đỏ bốc chân đô cố xanh có từ trong ngã ngửa ra ngoài hay không? Bởi vì chúng tôi ngồi trên nền xa là khi phát hiện là thấy rằng là đô cố đỏ bốc chân đánh đô cố xanh từ trong ra ngoài. Mời hai trọng tài biên vào với trọng tài chống. Vâng, như vậy là khi luật thì chúng ta đề ra như vậy là chúng tôi ngồi trên này nó có độ bóng của ánh sáng. Vâng, như vậy là quyết định của hai trọng tài biên mà trọng tài chống, hai đô vẫn tiếp tục thi đấu.
Minh Cần Đảo cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 53 giây hiệp 1. Đồ Phố Xanh thắng cuộc.